xin chào tất cả mọi người đến với kênh Tôi Xanh của mình. Hôm nay cùng với Tôi Xanh, cây phong bì, cây tấm phong bì đấy nhé. Cố xem này, quà của mình sẽ Tôi Xanh ngày nào thì ngày nào. Hoa hồng, hoa đào mình sẽ tô màu hồng. Hành tây mình sẽ tô màu nâu. Tân, sao anh Tân? Anh Tân gọi. Đồng xu mình sẽ tô màu vàng. Vì mình sẽ tô màu đỏ.
vừa rồi mình đã hoàn thành xong cái xem. Cảm ơn mọi người đã xem cái video xem của mình. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo của mình nhé.